đã biết, lão sư. Đông tứ cung kính trả lời liền rời đi, nhưng trong lòng thầm nghĩ, hơn nửa đêm học chim gọi, có phải có chút. Dạ côn đi vào trong phòng, nhìn thê tử ủy khuất, bụng dưới lập tức bốc hỏa, dược tính này thật đúng là không phải hạng thường. Diệp Ly và nhan mộ nhi thấy ánh mắt dạ côn, trong lòng lập tức vui vẻ, đây là một khởi đầu tốt, cuối cùng phu quân cũng lộ ra ánh mắt bình thường. Hôm nay có chút bể bộn, Vừa rồi Đông Tứ nói thành Bắc có 200 hài nhi bị bắt đi, chắc hẳn buổi tối hôm nay sẽ còn xuất hiện, đến lúc đó các nàng ở trong phòng đừng đi ra ngoài, ta đi xem tình huống một chút, dạ côn cảm thấy lý do này không tệ lắm. Phu quân, đừng đi có được không, ta sợ ngươi bị thương, nhan mộ nhi lôi kéo tay côn cạn liền bắt đầu một trận nũng nịu, nói thật, đôi mắt màu xanh lam của nhan mộ nhi, cộng thêm nũng nịu, uy lực thật rất lớn, nam nhân bình thường chỉ sợ không cự tuyệt nổi nhan mộ nhi nhưng con ca ta không phải nam nhân bình thường. Mộ nhi, đừng như vậy, vi phu dù sao cũng là nam nhân, nhất định phải làm chút chuyện tốt cho An Khang Châu. Nghe dạ côn tự xưng nam nhân, Diệp Ly và nhan mộ nhi tuyệt đối sẽ không phản đối, bằng không thì quá đả kích phu quân. Ừm, vậy phu quân phải cẩn thận, tình huống không đúng phải lập tức chạy. Như vậy sao được, thật là một nam nhân, liền phải dũng cảm tiến tới, không sợ nguy hiểm, Dạ côn nói xong có chút khí thế, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng không biết nói thế nào mới tốt, chỉ có thể đáp ứng, An Khang Châu liên tục mất hơn 300 hài nhi, chuyện này liền kinh động đến Thái Kinh. Phía Thái Kinh cũng rất coi trọng chuyện này, Thánh Nhân lập tức lệnh Thiên La Viện tiếp nhận việc này, Thương Minh Thân là viện trưởng, lập tức phái người tới An Khang Châu đóng giữ. Bởi vì Thánh Nhân coi trọng, Thương Minh liền tự mình mang theo 50 người của Thiên La Viện, trực tiếp chạy tới An Khang Châu, lúc đến An Khang Châu thì màn đêm vừa buông xuống phủ thái thú. Lúc này ba đài đang nói chuyện với thương minh, dù sao thương minh cần tìm hiểu tình huống, An Khang Châu mấy trăm năm qua chưa từng xảy ra chuyện như thế, thế nhưng gần một tháng nay liên tục xảy ra chuyện, phảng phất từ nơi sâu xa, có người mang theo nguyền rồi tới. Ba đài nhìn thoáng qua 50 người đứng ở bên ngoài, nuốt một ngụm nước bọt, những người này đều là kiếm hoàng, thậm chí còn có kiếm tông, nếu như bình thường, làm sao có nhiều cao thử đứng xếp hàng như vậy, thế nhưng thiên la viện chính là một tồn tại đặc thù như thế thái thú ý của ngươi là ngươi bắt tiểu hài không cố định hoàn toàn là xem tâm tình tới gây án thương minh âm u hỏi ánh mắt chăm chú nhìn ba đài nói thật đối với tên ba đài này trong lòng thương minh không có một chút hảo cảm không quen nhìn ba đài cung kính nói ra thương đại nhân ác đồ cực kỳ xảo quyệt mà an khang châu lại lớn như vậy căn bản không thể toàn diện bố trí cho dù tí chức điều chú quân vào trong thành cũng không thể canh giữ diện tích lớn chỉ có thể dựa vào vận may Thương Minh mang nhiều người như vậy tới, cũng là nghĩ đến vấn đề An Khang Châu có diện tích lớn. Bà Thái Thú, còn có gì cần chú ý không? Thương Minh trầm giọng hỏi. Không còn, Thương Minh không nói gì, đi ra trong phòng. Bên trong 50 người này, có một người có chút lười nhác, thậm chí thấy Thương Minh đi ra, vẫn là như thế, ở trong mắt người khác, đây chính là bất kính, nhưng ở trong mắt Thương Minh, động tác của y chỉ là một loại phòng thủ theo bản năng có thể trông thấy tay trái của y chậm rãi lướt đi lướt lại trên chuôi kiếm. Người này chính là đệ nhất nhân trong số 50 người ở đây, bên trong thiên la viện xếp hạng thứ 11, mục thiên, thực lực kiếm tông. Trưởng viện, loại chuyện này gọi một mình ta tới là được, không cần đám giác rời này. Mục thiên lắc lư đầu, mang theo khinh thường nói ra, hình thể gầy gò, cộng thêm tiểu động tác lắc đầu, khiến người ta cảm giác tựa như là người quân tử, nhất là tóc, còn dùng thuốc màu nhuộm thành màu trắng. Mục Thiên nói như thế, trên cơ bản đã đắc tội 49 người khác, thế nhưng những người này cũng không nói gì, chỉ cần là người ở bên trong Thiên La Viện đều biết tính cách của Mục Thiên, cho dù là 10 vị trí đầu, Mục Thiên đều có loại thái độ này. Ba đài đi theo sau lưng thương minh, dĩ nhiên cũng chú ý tới Mục Thiên, cảm giác Thiên La Viện đúng là một tồn tại đáng sợ, không thể coi thường, nam nhân lắc đầu kia đặc biệt hung hăng càn quấy, thương minh cũng không nói gì, thản nhiên nói. Nhiệm vụ lần này khác với lần trước, hiện tại kẻ địch bất minh nhiều ít thực lực gì động cơ gây án thánh nhân đặc biệt coi trọng chuyện này cho nên ta cũng hy vọng các ngươi có thể thận trọng lên bắt được người khiêu khích thái kinh chúng ta mục thiên trước kia người làm loạn không thành vấn đề thế nhưng lần này phải dụng tâm biết không vâng trưởng viện mục thiên yếu ớt nói ra rõ ràng là trả lời qua loa lần này thương minh mang mục thiên ra tới cũng là có dụng tâm của mình phân tán đến từng địa khu an khang châu có biến liền thả tín hiệu thương minh khẽ quát một tiếng vâng tất cả mọi người trong nháy mắt sông lên chân trời phân tán ra mà mục thiên thảnh thơi từ cửa lớn đi ra thậm chí còn đã bay cửa lớn ra ngoài vô cùng cuồng vọng nhưng mục thiên có vốn liếng cuồng vọng thái thú đi nghỉ ngơi đi nơi này giao cho ta là được thương minh từ tốn nói ti chức làm sao có thể ngủ chỉ có bắt lấy ác nhân này, tí chức mới có thể ngủ yên. Loại lời này, thương minh đã nghe nhiều, nghe đến phát ghét, cho nên ba đài càng nói như vậy, thương minh lại càng ghét. Đúng rồi, nội thành không phải còn có một tên ngân sắc nam nhân sao, ba đài chấp tay nói. Đúng vậy, y cũng gia nhập bên trong trận doanh thủ hộ. Một tên giặc cỏ cũng có thể được thái thú trọng dụng, đúng là được mở rộng tầm mắt, ba đài hoảng hốt, quỳ dạp xuống trước mặt thương minh ti chức cũng hết cách an khang châu có thể sử dụng chỉ có y các viện trưởng đại viện ti chức không mời nổi bọn họ đều mà kệ chuyện này ngươi nói chuyện này còn phải chờ kiểm chứng nếu là thật ta sẽ bẩm báo thánh nhân thương đại nhân anh minh dạ côn đâu người này nắm giữ thần kiếm hẳn có trách nhiệm này thương minh nhàn nhạt, nhạt hỏi thương đại nhân mấy ngày nay ti chức rất bận rộn dạ viện trưởng làm gì tì trước không rõ ràng lắm, thương minh nhẹ gật đầu, cũng không nói gì, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm an khang châu. Đây là một buổi tối không có ánh trăng, một cỗ không khí sơ xác tiêu điều bồi hồi trên vùng trời an khang châu. Thế nhưng toàn bộ an khang châu đều là đèn đuốc sáng trưng, nhưng đường đi lại không có một ai, chỉ có chú quân tuần tra, đạp lên tiếng bước chân nặng nề, còn có người của thiên la viện đứng trên hư không. Mục thiên đi trên đường lớn thành bắc, trong miệng ngậm một cọng lá liễu, tay trái khoác lên trên chuôi kiếm, đi dạo khắp nơi, đột nhiên, một thân ảnh màu đen trượt lóe lên, chuyện này khiến mục Thiên nhếch lên một tia cười lạnh, trong nháy mắt tan biến ngay tại chỗ. Ở trên nóc nhà, đông tứ đang xem xét bốn phía, không dám dùng công pháp gì, sợ bị người phát hiện, nhưng không ngờ, mình vẫn bị phát hiện, là một tên nam nhân ngậm lá liễu. Thật không ngờ thế mà để ta đụng phải, cũng tốt, đánh xong về sớm một chút, loại chuyện không có tính khiêu chiến này thật là nhàm chán. Mục thiên lại lắc đầu, đầu khẽ nghiêng về phía đông tứ nói ra đông tứ nhìn lắc đầu nam trước mắt cũng rất bình tĩnh chẳng qua là phần bình tĩnh này trong mắt mục thiên xem ra cực kỳ giống mục tiêu ta không phải người ngươi muốn tìm đông tứ dĩ nhiên phát hiện phủ động tĩnh thái thú vừa mới tới cũng đã nhìn thoáng qua biết thái kinh phái người đến đây mục thiên hử một tiếng bẻ bẻ cổ không phải người ta muốn tìm ta thấy rất giống nhất là cái đầu chọc này mang theo một cỗ ngoan kình ta thích hơn nửa đêm còn mang mặt nạ thật là khiến người ta hoài nghi ta đã nói không phải đừng có lãng phí thời gian ở trên người ta đông tứ có chút không kiên nhẫn được nữa nếu hôm nay còn để tên kia chạy trốn dưới mắt mình vậy liền không tiện bàn giao với lão sư tay trái mục thiên đã khoác lên trên chuôi kiếm lộ ra nụ cười tà điều này rất quan trọng sao ta muốn đánh với ngươi mà thôi chỉ đơn giản như vậy mặc kệ ngươi là tốt hay là xấu người có bệnh à? Người chính là thuốc của ta, Mục Thiên cười hắc hắc một tiếng, ngón cái bán ra, kiếm quang tung hoành, theo một đạo ánh bạc lóe lên, phía trên áo bào đông tứ liền xuất hiện một cái lỗ. Mục Thiên tay cầm trường kiếm, cất tiếng cười to. Ta biết ngay người rất mạnh, thật cao hứng, không ngờ An Khang Châu còn có nhân vật như vậy, đúng là làm ta phấn khởi. Đông tư cúi đầu nhìn thoáng qua áo choàng, mặc dù là lỗ hổng nhỏ, nhưng không thể không thừa nhận tên lệch đầu trước mặt có mấy phần thực lực vừa rồi không có khống chế tốt áo choàng phiêu động khiến cho y đắc thủ đây là một trong những chiếc áo bào ta yêu thích nhất đông tứ từ tốn nói thế nhưng trong giọng nói đã mang theo sự bất thiện thật sâu tay trái mục thiên chấn động kiếm minh lập tức vàng vọng toàn bộ an khang châu đánh xong ta bồi ngươi chỉ sợ ngươi không bồi nổi không thử một chút làm sao biết lời mới vừa dứt âm kiếm trong tay mục thiên đã bộc phát ra một đạo kiếm quang trói mắt chiếu sáng toàn bộ vùng trời an khang châu đạo kiếm quang này mang theo tĩnh lặng vô thanh vô tức không đến một hơi đã xuất hiện ở trước người đông tứ kiếm khí khủng bố tán phát huy áp khiến áo bảo đông tứ điên cuồng vũ động đinh một tiếng kiếm quang trói mắt bắn tới đông tứ dần dần am đạm an khang châu lần nữa chìm vào trong hắc ám mục thiên giật mình nếu như ngươi dùng loại trò vật này công kích ta vậy sẽ khiến ta rất thất vọng triệu hoán kiếm linh của ngươi để ta nhìn kiếm linh của ngươi có dạng gì đông tứ tử tố nói một cỗ khí tức ông cụ non lập tức tản ra chuyện này khiến mục thiên phảng phất nhìn thấy lão sư của mình mục thiên kinh ngạc một chút cũng không có bị đả kích đến thậm chí còn bạo phát ra chiến ý mãnh liệt tốt ngươi là tên đầu chọc mạnh nhất ta ta từng gặp qua đừng gọi ta là đầu chọc mạnh nhất ta sẽ không thích đông tứ cảm thấy lão sư mới là đầu chọc mạnh nhất, mình vẫn chưa được, con đường học tập còn rất dài. Ha ha ha, không sao cả, kiếm linh của ta đã rất lâu không xuất thế, người sẽ thấy kinh ngạc. Thức tỉnh đi, đại xà. Trong không khí lập tức ngưng tụ một cỗ đạo lực kinh khủng, một cỗ uy áp mênh mông từ trong kiếm tuôn ra, thậm chí có thể nhìn bằng mắt thường, thân kiếm hóa thành lưu quang tiêu tán, dần dần hóa thành một hư ảnh khổng lồ, nhưng mà đó cũng không phải hư ảnh, mà là một con cử mãng xoay quanh người mục thiên, gào. Đại xà hướng phía đông tứ giống to, hiển lộ sự mạnh mẽ của mình, người ở An Khang Châu đều có thể cảm nhận được cỗ này khí tức này phát ra, ngay cả dạ côn đều đã nhận ra, chẳng lẽ đánh nhau rồi, mình có nên chạy tới nhìn một chút không? Thế nhưng đông tứ và đát tử còn chưa trở lại hồi báo tình huống, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, phủ thái thú, thức minh có thể phân biệt ra được đây là khí tức gợn sóng của ai, xem ra mục thiên có thu hoạch, vận khí không tệ. Mà 49 người khác cũng biết Mục Thiên đã bắt đầu chiến đấu, nhưng cũng không có đi hỗ trợ, mà là đứng từ xa nhìn, Đát Từ đứng ở bên trong một cái hẻm đen kịt, ngẩng đầu nhìn Đông Tứ, thân nhẹ một tiếng rồi biến mất. Lúc này Đông Tứ cũng không có cảm giác được hưng phấn trong chiến đấu, có cũng chỉ là một cỗ bình tĩnh. "Nhanh lên đi, đây hẳn không phải là hình dáng cuối cùng, triệu hoán kiếm linh ra đi." "Kiếm của ta khác với những thanh kiếm khác, để cho ngươi chờ lâu." cửu thiên đại xà. Một cỗ khí tức càng kinh khủng khuếch tán ra, cho dù là người bình thường cũng cảm giác được đè nén trong lòng, toàn thân đều không thoải mái, đại xà bên cạnh mục thiên thế mà bắt đầu bành trướng, hình thể đang dần dần biến lớn, cái đầu kia thế mà rút vào trong thân thể, phốc. Chỉ thấy thân rắn đã nứt ra, bên trong lần lượt xuất hiện từng đầu đại xà khác, tổng cộng 9 đầu, mà hình dáng của chúng hoàn toàn không giống vừa rồi, mấy con rắn này thế mà có sừng, đây đã không phải là rắn, đây chính là dao, đại xà làm dao, dao hóa thành long. Những cửu đầu dao này mặc dù hình thể lớn, nhưng còn không đủ điều kiện trở thành long, chỉ có thể miễn cưỡng, tuy nhiên cửu đầu dao đã có thể khiến người ta lưu lưỡi, nhất là mục thiên tay cầm chuôi kiếm, mà lưu quang trên chuôi kiếm huyễn hóa ra cửu đầu dao thực thể, thành kiếm này quả thật rất đặc thù. Hiện tại chỉ cần người tại An Khang Châu, đứng trên nóc nhà, dùng mắt trần liền có thể nhìn thấy thân ảnh cửu đầu dao, hình thể cửu đầu dao vẫn rất to lớn, nếu như tu luyện đến kiếm đế hẳn có thể để cửu đầu dao biến thành chân chính long đông tứ thấp giọng nói ra lần thứ nhất hóa đại xà sử dụng kiếm linh lần thứ hai liền biến thành cửu đầu dao đây là một thanh kiếm có thể tiến hóa chỉ cần người này có thể tu luyện đến kiếm đế như vậy sau này sẽ có thể khống chế một con rồng khó trách y dám nghiêng cái đầu nói chuyện người không có chút thực lực căn bản không dám làm thế mặc dù không biết có phải giống như ngươi nói hay không nhưng vẫn muốn mượn cắt ngôn của ngươi khóe miệng mục thiên hiện lên một tia cười tà chăm chú nắm chui kiếm gào dao gào thét đã rất gần tới long cử đầu dao gào thét giống như thần long toàn bộ người bình thường ở an khang châu đều nghe thấy đều quỳ xuống biểu thị mình thần phục tiếp theo chỉ sợ người sẽ nguy hiểm đến tính mạng mục thiên âm u một tiếng đông tứ cười một tiếng cũng không hề để ý chuyện này thậm chí còn bày ra bộ dáng người cứ phóng ngựa tới nhưng loại nụ cười này lại khiến mục thiên không cao hứng lắm chăm chú nắm chuôi kiếm trầm giọng quát huyền kim oanh pháo cửu đầu giao tựa hồ có thể cảm nhận được chủ nhân oán giận thân thể hơi hơi ngửa về sau kéo ra cái miệng rộng như chậu máu một quả cầu ánh sáng màu vàng kim ngưng tụ ở trước miệng tượng như chín đạo ánh sáng nóng bỏng khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ an khang châu không đến hai hơi chín đạo huyền kim oanh pháo đã chuẩn bị sẵn sàng nếu như người né tránh như vậy An Khang Châu liền phải xui xẻo. Mục Thiên nhè giang cười một tiếng, tay trái nắm chuôi kiếm chậm rãi nâng lên, cửu đầu dao khổng lồ sau lưng đột nhiên nghiêng về phía trước. Rầm rầm rầm. Chín đạo huyền kim mang theo uy áp nóng bỏng kinh khủng đánh tới Đông Tứ, toàn bộ bầu trời tựa như mặt trời giữa trưa, kiếm tông oai quá chỉ sợ, nếu như chín đạo huyền kim oanh pháo hạ xuống An Khang Châu, mật một nửa An Khang Châu đều sẽ biến mất. 49 người khác rốt cuộc biết vốn liếng để Mục Thiên cuồng ngạo, trong mắt lộ ra kinh ngạc tán thán, nhưng tất cả mọi người đều không biết, Côn Ca dùng một chiêu dã man va chạm, liền đụng chết hai tên kiếm tông, Đông Tứ khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Chín Đạo Huyền Kim. Oanh! Chỉ thấy Chín Đạo Huyền Kim ầm ầm đụng vào một lớp bình phong, toát ra quang mang chói mắt, nhưng chính Đạo Huyền Kim không có ý thỏa hiệp, phảng phất thể giống chết đều phải đụng xuyên bình chứng, sóng nhiệt từng đợt từng đợt bao phủ đường phố khiến an khang châu trời đêm gió rét trở nên nóng bỏng không có tác dụng gì, huyền kim oanh pháo liên tục không ngừng cung cấp đạo lực, cho đến khi mục tiêu tử vong mới thôi. Phúc thiên dơ cao chui kiếm, bất ngờ gầm thét, chín đạo huyền kim trong nháy mắt càng thêm hung mãnh, đã lớn gấp hai lần lúc đầu, chín đạo huyền kim loáng thoáng dung hợp thành một đạo. Mà ánh mắt cửu đầu dao càng độc ác, chín cái đầu đồng loạt dâng lên, mang theo ánh vàng rực. Loại chơi đùa trẻ con này, đúng là nhàm chán đến cực điểm, đông tứ lạnh nhạt nói ra, một chút động tác đều không có, chỉ nhìn xem bình chướng thủ động xuất kích, thế mà bọc huyền kim lại. Loại tình huống này Mục Thiên chưa từng thấy qua, bình chướng dùng để phòng ngự, sao lại có tác dụng khác được. Đông Tứ dù sao cũng là đệ tử vạn ác thiên tôn, mặc dù qua nhiều năm như vậy không có tiến bộ lớn, thế nhưng lĩnh ngộ công trên pháp vẫn có, giống như công pháp hiện tại y đang sử dụng, Đông Tứ đặt tên là nhãn thần sát. Chính là thông qua ánh mắt phóng thích công pháp, trước đó ở bên trong phan gia, Đông Tứ dùng cũng là nhãn thần sát, chuẩn xác mà nói, Hiện tại thủ đoạn chủ yếu của đông tứ chính là nhãn thần sát, chủ yếu là bước cách cao, đứng đấy bất động liền có thể cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Hiện tại Mục Thiên đã cảm nhận được, quang mang trên bầu trời dần dần dập tắt, khôi phục như thường. Chuyện này không có khả năng. Mục Thiên trợn mắt lên, chết cũng không tin một màn vừa rồi kia, một cái bình chướng phòng ngự bao trùm huyền kim, sau đó liền không còn. Đây là công pháp gì? Đây quả thực không phải công pháp, đây chính là ảo thuật. Tất cả mọi người tưởng rằng sát chiêu của Mục Thiên nhất định có thể xóa sổ địch nhân, thế nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, chỉ là sáng một chút, lại tắt rất nhanh, đối thủ lốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Thiên hạ to lớn, không có gì không thể, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hiểu biết của người quá nông cạn, đông tứ ngay từ đầu đã duy trì tư thế đứng chắp tay, đối mặt với kiếm tông, một bước cũng không di chuyển. Ta kiến thức nông cạn, người nói ta kiến thức nông cạn. Mục thiên phảng phất muốn nổ tung, sống lâu như vậy, lần đầu tiên nghe thấy có người nói mình kiến thức nông cạn, đông tứ khẽ thở dài một tiếng. Tiểu hà tử bị nói chúng, liền sẽ không phục giống như ngươi, đối với ngươi, ta đã không còn hứng thú. Ta là tiểu hài tử. Mục thiên phảng phất gặp phải trí mạng lần hai, thân thể đứng trên hư không đều run rẩy lên. Đột nhiên, đông tứ đưa tay phải ra, dùng ngón cái cùng ngón trỏ khoa khoa một thoáng. Khoảng cách giữa ngươi và ta là như vậy. Mục Thiên nhìn, khe hở giữa ngón cái cùng ngón trò, kém nhiều như vậy. Khoảng cách kia chỉ sợ chính thiên địa vạn vật, thiên đạo chí tôn đi. Trong lúc Mục Thiên đang ngây ngốc, trên vai đột nhiên bị người vỗ. Người trẻ tuổi, không có việc gì đừng lắc đầu, như vậy nhìn rất ngốc. Đương Tứ làm sao tiếp cận Mục Thiên không biết đông Tứ rời đi thế nào, Mục Thiên cũng không biết, cả người phẳng phát như bức tượng, cửu đầu dao sau lưng oai phong lẫm liệt, nhưng chủ nhân lại bị tả kích thật sâu nếu như dạ côn biết cách làm của đông tứ khẳng định sẽ nói đây quả thực càng khủng bố hơn việc trực tiếp giết y nếu như một người đánh mất tự tin vậy sẽ biến thành một cái xác không hồn nói một cách khác đó chính là tự bế ở ngoài thành an khang châu hồn thí thiên đứng trong hư không mặc dù rất xa nhưng cũng có thể thấy được một chút hình ảnh dù sao hài nhi vẫn không đủ cho nên định tự mình đến an khang châu bổ sung nhưng còn chưa tiến vào đã cảm giác được khí tức của kiếm tông Đúng là không nghĩ tới, An Khang Châu còn có cao thủ như vậy, thật khiến cho hồn thí thiên ta vô cùng hưng phấn. Hồn thí thiên sẽ không e ngại, khi liệt diễm cháy hừng hực dưới chân ta, sẽ là ngày An Khang Châu biến mất. Nói xong, hồn thí thiên đã không thấy tâm hơi. Đậu danh, nói lời tàn nhẫn nhất, lại làm chuyện tiện nhất, dạ côn làm sao cũng không ngờ, đông tứ như vậy, thế mà hù chạy người ta. Một đêm này, tất cả mọi người không công mà lui, côn ca đợi một buổi tối, cũng không đợi được cơ hội ra ngoài trang bức. Lúc mặt trời vừa lên, dạ côn trở lại phòng, ôm thê từ nằm ngủ. Diệp Ly và nhăn mộ nhi đau lòng không thôi, phu quân ở bên ngoài suy nghĩ một đêm, tại sao lão thiên lại tra tấn một nam hài tử 16 tuổi như thế? Chẳng lẽ hắn không thể hưởng thụ quyền lợi nam hài tử nên có à? Chẳng lẽ bởi vì hắn là đầu trọc, cho nên liền phải khiến hắn trải qua cảnh giới của người xuất gia? Nhìn biểu lộ thống khổ buồn bực của phu quân, Diệp Ly và nhan mộ nhi ôm thật chặt, cho hắn cảm thấy sự ấm áp của thê tử. Côn ca chỉ là không có cơ hội trang bức mà phiền muộn thôi, các người thế mà có thể nghĩ nhiều như vậy, quá kinh khủng. Một giấc này, Côn ca trực tiếp ngủ thẳng tới buổi chiều mới dậy, nói thật, quả là không ngờ tới. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đã sớm tỉnh, nhưng vẫn ở bên cạnh dạ Côn, trong đầu tưởng tượng lấy đủ loại chuyện khủng bố, rất sợ Côn ca nghĩ không thông, làm ra hành động đáng tiếc. Ngu đến chóng vắng luôn rồi, dạ Côn cười khẽ một tiếng, trước kia chưa từng làm trò mèo ở trước mặt thê tử như vậy không có việc gì, áp lực lớn, ngủ thê một lúc, Diệp Ly vẫn hết sức quan tâm, đôi mắt tiên nhu tình như nước, nhàn mộ nhi cũng dùng ngôn ngữ tay chân nói với dạ côn, ta rất ngoan, dạ côn thở dài một tiếng. Đúng vậy, áp lực quá lớn. Mình chiếu cố học viện, chiếu cố đệ 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 muội, chiếu cố an khang châu, đồng thời còn phải luôn đề phòng người có tâm cơ, rất rất nhiều, thật muốn trở về huyện Thái Tây, sống những tháng ngày không lo không nghĩ như lúc trước, nói đến chuyện áp lực lớn này dạ côn liền nhớ tới ngô chỉ lão sư. Diệp Ly và nhan mộ nhi nghe xong lời này, đều muốn khóc, loại áp lực này nam nhân nào có thể chịu đựng nổi. Các nàng làm sao vậy, đỏ ngầu cả mắt, dạ côn giật này mình, đang nói chuyện, các người lại dùng chiêu này ra, không phải muốn ta dỗ à, được được được, biến thân đi đi dỗ các người. Dỗ nữ hải tử, dạ côn cùng dạ tần đương nhiên biết, từ nhỏ đến lớn đều được cha hôn đúc, lời nói liền có thể thốt ra diệp ly và nhan mộ nhi nín khóc mỉm cười sử dụng chiêu nắm chặt tay nhỏ nện ngược người tăng tiến tình cảm với thê tử xong dạ côn rời giường hỏi một thoáng đêm qua cũng không có phát sinh chuyện gì dạ côn cảm thấy đây nhất định là chứng nhãn pháp khẳng định là biết an khang châu có phòng bị cho nên không dám tới hôn thí thiên là loại người này à đã từ đã nói khẳng định là bị đông tứ dọa chạy dạ côn nghiêm khắc phê bình Đát từ loại người pháp rồi này dễ bị hù dọa như vậy sao đêm qua đông tứ cũng không thể hiện ra thực lực cường đại gì nếu bị hù chạy làm sao đóng vai ác được liền không có một chút quyết đoán dũng cảm tiến tới à đông tứ một mặt cao hứng nhìn đã từ bị chửi trong lòng vô cùng thoải mái chuyện này thoải mái hơn chuyện đêm qua đánh nhau rất nhiều đã từ vốn là muốn hỗ đông tứ một thoáng kết quả ngàn vạn lần không nghĩ tới hố ngực lại mình lão sư buổi tối hôm nay còn đi cảnh giới không đông tứ cung kính hỏi phải đi nói không chừng người ta buổi tối hôm nay lại tới đấy nói rất có lý hai người lĩnh mệnh dạ côn cũng là rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền kêu đệ đệ cùng nguyên trần phong điền đã lâu không có thu luyện chúng ta cùng nhau đổ mồ hôi như mưa đi mọi người cảm thấy côn ca ngươi chỉ biết nói sao không thấy ngươi cũng đổ mồ hôi như mưa thế nhưng vừa nghĩ tới côn ca có bệnh liền có thể hiểu được loại tâm tình này đây là hẳn một loại hành vi trả thù người bình thường vì thỏa mãn đam mê của côn ca chỉ có thể như vậy rất nhanh, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng gia nhập vào bên trong đội ngũ tu luyện, chuyện này khiến dạ côn rất vui mừng. Đến cuối cùng, ngay cả trường Tôn Nhị cùng Từ Yên cũng gia nhập vào. Không tệ không tệ, tất cả mọi người rất tích cực, dạ côn lộ ra nụ cười hài lòng, chẳng qua là hai đệ muội hình như không biết gì cả. Thế nhưng loại nụ cười này ở trong mắt mọi người, đó chính là một loại thỏa mãn cùng đắc ý, côn ca quá thảm rồi, phủ thái thú. Người thiên la viện đều ở trong phòng khách, buổi tối hôm nay vẫn phải trông coi, Bất quá mọi người vẫn đang thảo luận một chuyện, chính là mục thiên hình như xảy ra vấn đề. Cuộc chiến đêm qua quả thật khiến tim ta đập rộn cả lên. Đúng vậy, ngàn vạn lần không nghĩ tới, mục thiên thế mà mạnh như vậy. Nhưng thế thì có ích lợi gì, còn không phải bị đánh đến không có lực hoàn thủ. Ai, nhắc tới cũng tội, trước đó cản dỡ biết bao, hiện tại lại tự ra mình ở trong phòng hôm nay ta thấy trưởng viện ra tới, đều lắc đầu. Chật chật chật, xem ra lần này mục thiên nhận đả kích không nhỏ. Một đám kiếm hoàng ngồi tụ lại tám chuyện mục thiên, hình ảnh cay con mắt, may mà không có người trông thấy, bằng không thì thân phận kiếm hoàng sẽ giảm xuống không phanh rồi, mà ở trong phòng mục thiên, lúc này y đang ngồi tại bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía trời chiều. Kỳ thật từ đêm hôm qua trở lại đến nay, y vẫn duy trì tư thế ngồi này, vẫn là biểu lộ như thế, bụi kiếm bất ly thân trước kia hiện tại đã nằm một đống trên mặt đất bất quá chuyện khiến cho người ta kinh ngạc chính là mục thiên thế mà không còn lắc lư cái đầu nhưng cho dù như thế một cỗ khí tức u buồn vẫn chẳng ngập toàn bộ phòng cửa bị đầy ra mục thiên ngay cả động tác quay đầu cũng không có nếu như bây giờ có người tới ám sát mục thiên vậy đây chính là cơ hội tuyệt vời thương minh nhìn về phía mục thiên nguyên bản lần này dẫn y tới là muốn gọt đi nhuệ khí của y nhưng hiện tại xem ra đã gọt quá mức rồi Tuy nhiên không thể không nói, đêm qua mình cũng quá thất trách, tưởng rằng một mình Mục Thiên đã có thể giải quyết được, dù sao cũng đã đạt đến nghị đoạn, Cửu Thiên đại xà đã rất hung mãnh. Chỉ là không nghĩ tới, Mục Thiên vẫn bại, thậm chí còn thảm bại, mặc dù thân thể không bị thương, nhưng tâm linh đã chịu đả kích nặng nề. Mục Thiên, chuyện lần này cũng không phải lỗi của ngươi, là chúng ta ức lượng không đúng, thực lực đối thủ rất mạnh." Thương Minh đứng bên cạnh Mục Thiên, từ tốn nói. Mục thiên phảng phất không có nghe thấy, nhìn xem trời chiều, thương minh dừng một chút. Ông muốn về Thái Kinh trước không, ta lại điều những người khác tới. Ngươi đến nói một câu xem, không phải chỉ thua thổi à, bộ dạng này của ngươi là sao, giống như đàn bà muốn chết muốn sống, ngươi là kiếm tông, không phải tiểu hài tử. Một chút áp lực này cũng không gánh nổi ư, thương minh cũng không chịu nổi, hôm nay đã dỗ rất nhiều lần, ngươi tưởng trưởng viện ta là cha ngươi à, mỗi ngày đều phải đến dỗ dành ngươi, mục thiên vẫn không nói chuyện cả người tựa như một tên thiểu năng tâm tình của mục thiên có ai hiểu được nếu như là thua bình thường y làm sao thua không nổi thế nhưng hôm qua thua không bình thường từ đầu tới đuôi đều không bình thường trong đầu mục thiên đều là hình ảnh thiếu niên áo trắng hơn nữa trên đầu lại không có tóc một bước đều không động liền có thể đánh bại mình nhất là động tác khoa tay tranh lệch kia đúng là vũ nhục lớn lao thực lực chúng ta tranh lệch bao nhiêu trong lòng ngươi không có ước lượng sao ngươi thế mà dùng tay biểu đạt là muốn để ta tự tưởng tượng sao? Đông tứ không phải người ngu, sống lâu như vậy cũng có tác dụng, đánh bại kẻ địch không tính là gì, khiến cho y đám chìm trong trong thất bại không thể tự kiềm chế, đó mới là chuyện thú vị. Mục thiên, nói một câu, thương minh trầm giọng quát, dẫn đến mức uy áp đều không tự chủ tán đi, mục thiên vẫn không có phản ứng. Thương minh hết cách, quay người chuẩn bị rời đi. Trưởng viện, thương minh dừng bước, rốt cục nói chuyện, muốn ăn cơm rồi. Không, ta muốn rời khỏi thiên la viện một quãng thời gian, một mình ngẫm lại, thương minh tinh tế suy nghĩ một chút, phương thức này cũng không tệ, chỉ cần nghĩ thông suốt là được rồi. Được, chuẩn. Mục thiên lần nữa lâm vào tự bế trước mặt mọi người, nhìn trời chiều, cực kỳ giống đồ đần, đêm hôm ấy, vẫn là phòng thủ trước sau như một, bởi vì mục thiên mắc phải tật bệnh trên tâm lý, trưởng viện thương minh đành tự mình ra tay, liên tục năm ngày không hề phát sinh chuyện gì đây quả thực khiến thương minh tức giận không thôi cảm giác mình bị đùa vỡn ngay cả dạ côn đều có cảm giác như vậy kẻ địch rất xảo quyệt nhưng ở ngày thứ sáu thương minh thu được tin tức từ thái kinh tại một huyện thành cách an khang châu rất xa rất nhiều hài từ biến mất thương minh biết được tin tức hận không thể băm kẻ này ra cho hồ điêu ăn nhìn mục thiên bị đánh ngốc thương minh lần nữa dẫn người rời đi chỉ lưu lại năm người phòng thủ an khang châu mà đám người dạ côn hiện tại đang chuẩn bị sự tình kiếm trùng. Dù sao mấy ngày nữa là xuất phát đến kiếm trùng, lấy thanh kiếm thuộc về mình, tất cả mọi người đều rất hưng phấn. Ngay cả trường tôn nhị cùng tử yên cũng như thế, trường tôn nhị từ nhỏ đã thân thể yếu đuối, cho nên không có tu luyện, dĩ nhiên cũng không cách nào lấy được thanh kiếm thuộc về mình. Thánh nhân ghét nhất chính là bàng môn tà đạo, cho nên mình phải làm gương, không mở cho trường tôn nhị cửa sao. Tử yên không có kiếm, đây là một câu đố chưa có lời giải. Đông tứ và đát tử đương nhiên có kiếm, nhưng bây giờ rất ít khi dùng, dù sao người có thể khiến bọn họ dùng kiếm, quá ít. Đại ca, chúng ta có bán mặt mũi này hay không? Mọi người ngồi trong đại sảnh thương lượng chuyện này, bởi vì học viện vô hư danh ngạch dồi dào, nhưng không có người có thể sử dụng. Học viện khác biết việc này, cho nên liền muốn xin dạ côn cung cấp danh ngạch, dù sao ngươi cầm lấy cũng lãng phí. Dạ côn cười nhìn về phía trường tôn nhị. Đệ muội, ngươi cảm thấy đại ca có nên bán mặt mũi này không không? Trường Tôn Nhị cảm thấy đại ca hỏi loại vấn đề này, thứ nhất là thăm dò, thứ hai cũng là muốn xem ý nghĩ của mình, nếu bỏ đi tật bệnh thì đại ca quả thật là một nam nhân ưu tú, đáng tiếc lại mắc bệnh như thế, quả thật khiến cho người ta thổn thức không thôi. Đại ca, ta cảm thấy để bọn họ trả giá một chút là là được, dù sao danh ngạch có hạn, mỗi năm chỉ có một lần như thế, đại ca khổ sở nhau nhàn thắng lấy danh ngạch, cũng không thể để người khác nói hai câu, liền toàn bộ đưa đi. Lời nói của trưởng Tôn Nhị được mọi người tán đồng, đây cũng là chỗ thông minh của trưởng Tôn Nhị, dù sao thứ như lợi ích đều tồn tại ở khắp mọi nơi, chẳng qua là lớn nhỏ mà thôi, có lẽ đại ca lo lắng mình sẽ không nghĩ đến lợi ích của dạ tần, hướng về người ngoài. Chỉ cần mình giữ gìn tốt lợi ích của dạ tần, như vậy liền sẽ được mọi người tín nhiệm. Để muội lời này không sai, nói thế nào cũng là chúng ta nhọc nhằn khổ sở đánh tới, trong đám người, nói vất vả đánh tới, đoán chừng cũng chỉ có một mình dạ tần vất vả, Nguyên Trần và Phong Điền đều rất nhẹ nhàng. Côn ca, vậy chúng ta phải làm gì đây? Phong Điền hỏi. Ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta thiếu cái gì nhất? Dạ Côn hỏi ngược lại, hiện tại tất cả mọi người đều là người một viện, bọn họ cũng phải có suy nghĩ của mình, nếu như toàn dựa vào mình, vậy thì áp lực rất lớn. Kim tệ, Phong Điền vô thức nói ra. Khóe miệng dạ côn hơi nhích lên, nhưng rất nhanh liền thu vào, đừng để thê tử nhìn thấy, lúc dạ tần nghe thấy hai chữ kim tệ, con mắt đều sáng lên. Đúng vậy, học viện chúng ta phải chi tiêu, ăn cơm cũng cần tiền, củi gạo dầu muối các loại đều cần, mặc dù ta không thích kim tệ, nhưng đây là thứ nhất định phải có. Dạ côn chứng chạc đàng hoàng nói ra, trước kia có phụ mẫu, quả thật không cần lo lắng kim tệ, thế nhưng hiện tại mình phải quản lý cả nhà, biết tầm quan trọng của kim tệ, kỳ thật ta không thích kim tệ, nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của côn ca ta một chút côn ca ta lại gạt ngươi ư không tồn tại nói xong dạ côn liếc mắt nhìn thê tử phát hiện thê tử ngoan ngoãn ngồi hiểu chuyện quả thật rất thích bộ dáng này của các ngươi tự yên ngươi nói chúng ta thu bao nhiêu tiền một cái danh ngạch thì tốt dạ côn hỏi tự yên mấp máy môi anh đào giọng dịu dàng nói ra đại ca ngoại trừ tám danh ngạch của chúng ta ra còn lại một nghìn chín trăm chín mươi hai danh ngạch nếu như chỉ bán 100 kim tệ một cái, cũng chỉ mới gần 20 vạn kim tệ, nhưng nếu như là bán 1.000 kim tệ một cái, hẳn sẽ thu được một con số lý tưởng. Từ Yên muội muội nói không sai, 1.000 kim tệ là cất bước, hiện tại các học viện lớn, phí tổn nhập viện đã từ 500 đến 1.000 tùy chỗ, danh ngạch của chúng ta bán như thế đã xem như một lần nhân tình rồi, trường tôn nhị bên cạnh bổ sung một câu, giả dạ côn nhẹ gật đầu, phân tích không sai. Vậy thì tốt, chúng ta liền bán một vạn kim tệ một cái danh ngạch, trước kiếm mấy ngàn vạn lại. Dạ côn phẳng phất thấy mình tắm rửa trong một đống kim tệ, nguyên lai like, mở học viện có thể kiếm tiền như thế, bán danh ngạch, đúng là dễ chịu. Dứt khoát về sau chuyên làm loại chuyện này, ngay cả phi tuyết ngoài cửa quét xác nghe xong cũng sững sờ, đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra cách kiếm tiền như thế chứ? Không bằng thế này, chúng ta gọi viện trưởng các học viện khác tới tham gia đấu giá, như thế sẽ có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn. Dạ côn đề nghị, xem ra rất có đầu óc kiếm tiền. Biện pháp này của đại ca rất tốt. Côn ca vẫn ngưu bức trước sau như một. Phu quân thật là lợi hại, nhan mộ nhi chống càm, một mặt hoa si nhìn dạ côn, chuyện này khiến côn ca sảng đến không được, liền ưa thích ánh mắt sùng bái này của thê tử. Đông tứ đát từ, đi nói cho học viện khác, nói nơi này của trắng ta bán danh ngạch. Vâng, thiếu gia hiện tại dạ côn chỉ đợi thu tiền đông tứ và đát từ thuận lợi truyền tin tức ra sau đó côn ca liền bị các đại viện trưởng nguyên rùa không có tóc cả đời đều không mọc tóc nổi cực kỳ giống thương gia lòng dạ hiểm độc thế mà dùng phương thức bán đấu giá xử lý sạch danh ngạch dư thừa hơn nữa hai tên đầu chọc kia thế mà còn ở trong học viện tuyên truyền một phen chuyện này khiến các học sinh rất hưng phấn hy vọng học viện tranh thủ cầm tới danh ngạch xem ra đông tứ và đáp từ vẫn rất có não màn đêm buông xuống bãi cát đã bị dạ côn đổi thành sàn bán đấu giá tạm thời đông tứ và đát từ ở cửa ra vào tiếp đãi ai nha hoan nghênh hoan nghênh vị viện trưởng này mời vào trong vị viện trưởng này thật xuất khí đến mời vào trong trời ạ à, nghe thật là viện trưởng sao lại trẻ tuổi như thế màu vào trong ngồi mọi người một mặt ngốc ngốc nhìn côn ca dạ tần đều sợ ngây người đại ca biến hóa thật lớn Ngẫm lại cũng đúng, dùng kiên cường để che giấu đau nhức trong lòng. À, đây không phải phó viện sao, sao lại rảnh rỗi tới. Dạ côn trông thấy quan thanh thế mà tới, nhịn không được muốn nói thêm hai câu, quan thanh ủi ủi. Dạ viện trưởng, danh ngạch càng nhiều càng tốt. Đúng thế, đúng thế, mời vào bên trong. Dạ côn cảm thấy buổi tối hôm nay mình sắp phát tài, 20 vạn kim phiếu kia liền cho các ngươi làm tiền tiêu vặt, nam nhân mà. Không cần nhảo mọn như vậy, cho thê tử mua ít đồ có làm sao, làm sao. Dần dần, hết thầy học viện đều đến đông đủ, chẳng qua là học viện Nhật Nguyệt bên kia vẻ mặt không tốt lắm, dù sao bị học viện An Kinh hố, hiện tại còn phải dùng tiền đến mua, đặt ở trên người bất kỳ ai đều sẽ cảm thấy tức tối, dạ cô đi đến cái bàn nhỏ, bày ra hai tay. Ta rất vui vì hôm nay mọi người có mặt ở đây, ta cũng không nhiều lời, lần này học viện so tài, danh ngày của chúng ta dùng không hết nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể chiêu thêm nhiều học viên như vậy, cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này cho các học viện khác. Đương nhiên, đây là chuyện lần đầu phát sinh, bất quá ta đã hỏi qua công chúa, tình huống đặc biệt, đãi ngộ đặc biệt, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, bắt đầu đi, khóe miệng trưởng tôn nhị đứng cách đó không ra giật một cái, đại ca ngươi lúc nào hỏi qua ta rồi. Nhị nhị, đại ca hỏi qua nàng rồi. Dạ tần tò mò hỏi. À, đúng vậy ưm ừ, ưm ưm trưởng tôn nhị bất đắc dĩ về sau nếu truy cứu tới đại ca đúng là quá xảo hoạt may mắn mình chọn dạ tần hiện tại dạ côn cảm thấy trong nhà có một cô công chúa dùng rất tốt cho dù thái nhân biết cũng sẽ chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt bởi vì danh ngạch quá nhiều chúng ta sẽ không đấu giá từng cái một trăm cái danh ngạch làm cơ sở một cái một vạn kim tệ một trăm cái là một trăm vạn kim tệ các vị viện trưởng mời các vị viện trưởng đều nhìn chiếc nhẫn trong tay dạ côn, nếu không phải người có thần kiếm, hiện tại chúng ta đã nhổ nước bọt dìm chết người rồi, quá không biết xấu hổ, chẳng khác gì học viện ăn kinh. Một trăm vạn Chỉ thấy một tên viện trưởng ngồi ở hàng sau đã ra tay, chuyện này khiến mọi người hô to không biết xấu hổ, chúng ta nên cùng nhau kháng nghị loại hành vi này, khiến hắn giao ra danh ngạch vô điều kiện, lúc mọi người ở đây dự định kháng nghị, quan thanh đột nhiên nhấc tay. Một trăm mười vạn mọi người hít sâu một hơi viện trưởng học viện nhật nguyệt liền nhảy dựng lên mắng quan thanh ngươi có biết xấu hổ hay không học viện các ngươi đã có danh ngạch ngươi còn tới đoạt